Anh ở nhà đấy, em đi họp phụ nữ đây. Ở nhà à? Ôi giời, thôi. Ở nhà tha hồ mà chát chít. Nhớ ngày mai là ngày gì. Mai là ngày gì? Ngày gì tự đi mà nhớ. Không nhớ chết với tôi đấy. Ngày mai. Mai ngày gì nhỉ? Ngày là 16 tháng. Thành lập quân đội không phải, thương binh liệt sĩ thì cũng không, nhà giáo dỗ tổ hùng vương, thành lập đoàn thanh niên, cụ nội cụ ngoại dỗ xong hết thôi. Một hai một hai một. Thôi. Bố làm con. Sao nhỉ? Bố đang cần sự giúp đỡ của con. Úi giời, cần ạ, cần sự giúp đỡ của con ạ. Con đi tắm nào. Thôi, để bố nhờ tí đã. Này, dạ. Ngày mai là ngày gì? Ngày mai? Ngày mai là một ngày cực kỳ quan trọng của con. Ngày gì? Ngày gì? Sinh nhật bạn gái con. Đấy, bố ra con đi tắm đấy, người con hôi lắm rồi. Thế nhưng mà mẹ con có biết bạn gái không? Không, con đã giới thiệu đâu. Không thì cũng không phải. Bố ơi, hả? Sao tự nhiên bố tìm hiểu bạn gái con làm gì? Úi giời ơi, mẹ con thì con biết rồi đấy. Rất là hình thức. Này, năm ngoái bố chỉ quên mỗi cái ngày là sinh nhật của cái bà bạn của bà ngoại. Thế mà đấy con biết, một tháng liền đã cứ bụng bia. Chính vì thế mà con phải ăn cơm sống mất một tuần đấy. Thôi ra đây. Này, mẹ trước khi đi họp phụ nữ, dạ. Mẹ con dằn mặt ba nhá. Mẹ bảo là này, ông nhớ mai là ngày gì không thì chết. Chết tội đấy. Ôi giời, ngày mai là ngày đấy, rất quan trọng là sinh nhật bạn gái con nhé. Cho nên là, mẹ, dạ. Chắc chắn là không phải sinh nhật, nhưng mà nếu bố con mình quên thì bây giờ bố cần con tư vấn là phụ nữ thì họ thích cái gì? Phụ nữ là cần cái rất nhiều thứ. Mà muốn con tư vấn thì muốn định nhờ tư vấn không? Không nhá. Hôm trước đòi nâng cấp điện thoại đúng không? Vâng. Này cầm lên 1 triệu. Trời ơi bố ạ, à, phụ nữ ấy là chỉ thích là quà và hoa đấy. Hoa. Chả cần biết là ngày gì, cứ được tặng quà là cả nhà cùng vui. Hoa thì 500 một bó hoa đẹp chưa? Đẹp long lanh luôn ạ. À. Quà thì mà mẹ đang có thì bố phải nặng đô lên. Thì năm ngoái gói quà 1,5 triệu, năm nay quà 2 triệu đi. 2 triệu rồi. Quà 2 triệu thế được rồi. Đẹp luôn bố ạ. Thế nhá. Thế mai giúp bố. Thế cái gì? Thế của bạn gái con đâu? Bạn gái mẹ mai sinh nhật nữa. Bố chỉ. Thôi được rồi. Bạn gái thì mua hoa 200 đi nhá. Đây bố cầm cả, bố đi mua. Bố cầm 200 thôi, 300 mai giả. 200 bây giờ mua được cái gì? Lương của tao còn một tờ này nữa. Một tờ thì cho thì bố tự lo đi, đâu phải nhờ con. Rồi, bạn gái mình 500. Không, thì cho thì bố đốt đi. Ok. Ý giời, bố yên tâm. Này, nhưng mà nhớ nhá. Quà là phải tử tế, hoành tráng mà, gói cho nó đẹp, nhớ chưa? Bố yên tâm. Ngày mai bố và mẹ sẽ có một ngày viên mãn. Đấy, còn bây giờ con đi tắm. Thế là yên tâm, sẽ có một ngày đẹp rồi. Quà, quà, ta la ta la ti, ta la ta la ta la ti, ta la ta la. Chồng em nay vui thế. Em bảo thế nào? Sao lại cho hoa cho quà tặng em đấy? Anh muốn tặng em. Hoa đẹp không? Đẹp. Em đồng ý không? Có. Em hạnh phúc không? Có chứ. Bố đây cái. Ừ. Anh cũng rất hạnh phúc. Thế nhưng mà ngày gì? Hôm nay là ngày của em. Ta la ta. Ngày của em á? Ừ đấy. Ngày gì đấy? Ấy, em mở quà chưa? Dù em sẽ mở nhưng mà nó là ngày gì? Gì? Ngày gì cũng của em cả. Ngày Valentine cũng của em, ngày phụ nữ cũng của em, rồi ngày Tết cũng của em, ngày sinh nhật cũng của em. Rồi ngày nhưng mà, được rồi em biết rồi, nhưng mà tóm lại, như cái món quà bông hoa ngày hôm nay ấy, nó là ngày gì? Hôm nay là ngày em được nhận quà. Em được nhận quà nhưng nó là ngày gì? Em giả vờ chứng chất của mình đang yêu. Em hỏi anh hôm nay ngày gì? Sao em phải giả vờ? Ok. Em cũng biết thật mà. Em không biết hôm nay ngày gì? Không. Thế hôm qua em hỏi anh là anh có nhớ mai là ngày gì không? Ôi giời ơi, đấy là em bảo anh là hôm nay là phải nhớ ngày đóng tiền điện. Mẹ đến hạn nộp tiền điện. Vâng. Ôi giời ơi, con lạy mẹ. Thế mà mua hết bao nhiêu là quà vì ngày đóng tiền điện? Ôi thế đã đóng tiền điện chưa? Thế lấy tiền được mua à? Lấy tiền được mua quà. Ôi giời ơi, chồng ơi là chồng.
Sao mắt mày để nó chán à? Ngồi nó phải quan sát chứ. Cái thằng này lạ thật đấy, nắng thì ở nhà mưa đi chơi. Bố ơi, bố giải toàn đinh như này, nhà mình toàn đầu đinh như là gì con gái. Ủa? Con nói bố này, bố là phải tổ chức lấy vợ. Hả? Cho con. Mày lấy vợ? Vâng. Cái thằng anh mày đang lù lù ấy, mày lấy vợ, mày định cầm đèn chạy chiếc ô tô đấy à? Trời ơi, anh cua ấy gì? Anh cua thì làm sao mà lấy được vợ? Này thằng khoáng này còi to thì cua phải cho vượt trước ấy. Mày bị vượt cái kiểu gì? Anh cua nhà mình ấy, không nói bố quá nhục. Sao đấy? Vừa rồi ấy, đi sang gặp con khách ấy, nói ba câu nó đuổi về. Thế ý mày định sang rửa nhục cho anh khua gì? Này, con không những rửa nhục cho anh khua nhá, mà còn rửa nhục cho bố ấy. Bố đã ra mà phải rửa nhục. Này, gia đình nhà mình sắp trở thành gia đình văn hóa rồi. Bây giờ sang nó nói cho thì về có phải là số hổ bố không? Mà số hổ bố thì có phải là cả gia đình nhục không? Mà con không phải nói xấu đâu. Anh khua nhà mình ấy vừa lùn nhưng mẹ được cái là tư duy lại thấp. Thế nên là sang có nói được câu gì đâu. Thế còn mày thì sao? Cái này tư duy. Tư duy sang rửa nhục ấy. Rửa nhục cũng bằng cái hôm vừa rồi sang nhà ông Trung ăn khánh thành nhà mới không? Hả? Người ta xây cả cái nhà to như thế, người ta mời ăn. Ăn đẫy mồm mà xong thì góp ý người ta lại bảo là nhà to, cửa thì bé. Mẹ còn thêm cái câu cửa bé này, sau này có ai chết thì đưa tang kiểu gì? Chết thì... Mày nói như thế có khác gì mày hất cả cái cốc nước lạnh mặt người ta. Nhưng đấy là con nói thật. Thật mà đã bảo rồi, dùng từ phải tùy nơi tùy chỗ. Thế về làm nào? Áp dụng được áp dụng lung tung. Bây giờ bố nói luôn nhá, con muốn rửa nhục cho nhá. Thì bây giờ con sang, người phụ nữ là gì? Người ta thích nói nhẹ nhàng, thích khen, chứ không ai thích chê cả, hiểu không? Sang là cái gì hay, cái điều gì đẹp, cứ khen thoải mái nhá. Khen thôi bố. Ừ. Thế thì bố chỉ cần định hướng thôi, con phát huy. Tư duy. Con đi. Kể cả mưa. Tư duy. Người đẹp ơi. Thằng nào đấy? Đêm hôm mà không để anh ngủ à? Em nào? Em số em nhờ đi. Thằng nào đấy? Ồ kìa. Mày làm cái trò gì đấy hả? Cái thằng này. Thằng nào đấy? Em thì... Em chào quý khách à. Khách nào? Thì chị tên là khách thì em quý chị thì em gọi là quý khách. Quý khách cái gì? Người ta làm phải có giờ có giấc rồi chứ. Đêm hôm thì ai mà làm? Mà dịch vụ đây là chỉ có tắm cho trẻ sơ sinh thôi đi nhá. Người lớn chả nhận ra người lớn gì cả. Làm sao mà nhận ra được? Một ngày người ta tắm cho biết bao nhiêu người làm sao mà nhận ra được? Không nhận ra được. Nhìn kỹ đi xem nào. Quay đi cho sáng nó vả vào mặt thế nào. Thế là khoáng à? Khoáng nghe. Khoáng con nhà khóc cảnh à? Khóc cảnh đâu bố mình tên Khiếu. À Khiếu à, nhầm. À, khoáng con nhà Khiếu gì? Khiếu. Sang đây làm gì đấy? Sang đây là... Đây. Là để đưa cho khách cái đũa này. Thôi. Vẫn lại cái kiểu văn như thế đúng không? Văn gì? Lại một chiếc đũa, đôi câu thơ, y hệt. Xong bây giờ lại bảo người ta là bẻ ra gì? Không, bẻ ra là khua. Bởi vì sai lầm lớn nhất khua mang trong cuộc đời là mang đũa đến cho khuất bẻ làm đôi. Ai lại bẻ làm đôi mà phải đây. Choạt. Và phải choạt. Phi dao cho nó an toàn. Khuất thấy không? Khác anh khua ở chỗ là choạt. Choạt nó mới phẳng phiu. Chứ còn anh khua tuổi gì? Bởi vì đây này,
tư duy. Mà này, gia đình văn hóa bận lắm, vào thẳng vấn đề luôn nhé. Thế đã có ai khen khoách câu nào chưa? Khen á? Đây làm gì có ai khen. Đây xấu người xấu cả đường đi lối về, nó quen rồi. Hay, phải thẳng thắn, thật thà và nhận ra khuyết điểm của mình. Úi trời ơi, trẻ tuổi mà nhận ra khuyết điểm của mình sớm thế là thành công lắm đây. Thế là thế nào? Tức là khoách ấy, vừa xấu mà lại vừa xa, vừa rậm cái lông lông mũi mà lại đa cái lông mày ấy. Lông ai mày để lông mày để lông mày này. Sao lại đánh à? Phải để tư duy. Tư duy ơi, ai ơi, làm ơi. Khách con này, khách đấy hả? Người ta gọi là khách làm. Ai ơi. Sao em? Làm sao đấy? Giật mình à? Hả? Hình như là em vừa gặp ác mộng. Ôi giời ơi, gặp ác mộng á? Làm sao, làm sao? Bóng đè. Bóng đè? Thế trong bóng đè biết ai đè không? Không biết ai đè nhưng mà có một thằng rất to nó đánh. À thế à? Vâng. Anh đánh mày đấy. Sao anh lại đánh em? Thế anh hỏi mày nhé. Anh thuê mày về đây làm việc, đúng không? Vâng. Chứ có phải về đây ngủ đâu. Hả? Đứng dậy, lau chùi bàn ghế rồi mang ra chuẩn bị tiếp khách nhanh. Anh chả cập nhật tình hình quán gì cả, đang có cái dịch soco zocla cái gì ấy. Nào nào nào, lại nữa rồi, suốt ngày ngủ không cập nhật thông tin à? Hả? À, dịch corona đằng nào nó chả cô với lại bố bô đấy. Thì đấy, chính vì cái dịch đấy đấy mà người ta có ra đường đâu, người ta có đi uống nước đâu, thế thì quán mình mới bị ế như thế. Kinh doanh ế ẩm do anh, không phải do em đâu. Mày nói thì tao cũng phải suy nghĩ đấy. Đúng thật là quán mình càng ngày càng ế, không có khách. Không biết làm cách nào nhỉ? Thế mà bảo ông chủ thông minh. Anh biết Facebook không? Biết. Biết fanpage không? Biết. Biết status không? Biết. Thì đây, bây giờ nhá, à, anh cho lập một cái fanpage, ừ, sau đó mình viết status lên, mình kêu gọi khách hàng. Người ta không đến thì người ta sẽ đặt hàng qua mạng, xong bắt đầu mình free ship đến cho người ta, thế vẫn là bán được hàng còn gì nữa. À, nghĩa là mình đăng status lên đấy, vâng, rồi người ta thấy, vâng, là người ta sẽ đến quán mình, vâng, gọi là PR và quảng cáo đúng không? Đúng rồi. Hay, được, ý tưởng tốt, vâng, được, nói tiếp đi. Thế thôi, mình viết lên đấy cho người ta đến, đúng không? Chỉ có thế thôi à? Thế thôi. À, chính vì thế mà em đang ngồi, em bàn chiến thuật, à, em suy nghĩ cái chiến thuật này. Ừ. Anh bảo em ngủ, ngủ đâu mà ngủ, người ta nhắm mắt để người ta suy nghĩ. Rồi, thế này nhá. Thế nào? Anh tin tưởng mày. Vâng. Bây giờ mày làm luôn cái đấy cho anh. Còn những cái vấn đề lau chùi bàn ghế để tiếp khách, để anh lo. Được chưa? Hợp lý không? Hợp lý, hợp lý. Chắc chắn nhá. Chắc chắn. Làm cẩn thận nhá. Làm cẩn thận. Được rồi, anh đi nhá. Lau chùi cẩn thận nhá. Anh lau chùi cẩn thận. Ai là chủ? À, anh là chủ. Đương nhiên, tao là chủ. Mày là nhân viên. Vâng, vâng, vâng. Nhá. Ôi chị à. Ui. Chào chị, em chào chị. Mời chị ngồi, mời chị ngồi. Chị có nóng không để bật quạt à? Giờ hơi à? Lạnh này bật quạt cái gì? Ôi chị đau chân à? Để bóc vai cho chị. Người ta đau chân lại đi bóc vai. Em hiểu tâm lý phụ nữ mà. Nhiều khi người ta đau chỗ này nhưng mà người ta muốn mình bóp chỗ khác. Chú có tâm lý thật đấy. Chị ơi chị, em đi vào vấn đề chính nhá. Chị uống gì không ạ? Để em bảo nhân viên người ta làm. Không, mình không uống gì đâu. À, thế chị ăn gì không ạ? Thôi thôi, không ăn đâu. Đang dịch này ăn uống ngoài sợ lắm. À, thế chị đến đây để làm gì? Thì tôi mỏi chân quá thì tôi vào tôi ngồi nhờ tí. Thôi chết rồi. Ê, có khả năng là chị đến nhầm quán đấy. Không, đây có phải Hà Đông quán không? Đúng rồi, đây là trà chanh Hà Đông quán đấy. Thế thì đúng rồi, đây
ở trên fanpage còn ghi là không cần ăn uống gì, cứ mỏi chân là vào ngồi nghỉ đây. Đây. Đâu, chị cho em xem cái nào. Đấy, đúng không? Chết rồi. Thế này nhá. Bây giờ em hỏi lại chị lần cuối nhá. Chị có uống gì không? Thôi, tôi ngồi nhờ một tí thôi, tôi không uống đâu. À, thế chị có ăn gì không? Em bảo không rồi, hỏi lắm thế nhở? Thế em mời chị Lựa ăn. Này. Thế bây giờ cái quán fanpage nó ghi như thế, xong người ta vào ngồi thì lại đuổi người ta đi à? Này, cái việc quảng cáo là một chuyện nhá, mà cái việc thực hiện lại là một chuyện khác, chị hiểu chưa? Còn bây giờ chị không ăn không uống thì mời chị về cho nhá. Này nhá, thôi nhá, tôi cũng chẳng thèm ngồi. Bảo sao mà quán vắng tanh ra. Trường đâu? Trường. Dạ. Mày đưa Dạ của mày ra đây. Sao đây anh? Đang làm bao việc. Mày ngồi xuống đây. Nhanh. Ái da. Nhanh lên. Sao đây anh? Tao hỏi mày nhá. Dạ. Mày đăng cái gì trên fanpage mà khách đến đây ấy chỉ ngồi, không ăn không uống gì hết hả? Ừ, anh nói chứ. Đấy là cái chiến thuật marketing của em nhá. Em đăng lên như thế có nghĩa là người ta sẽ đến đây ngồi, đúng không? Ừ. Nhưng mà bản thân em ấy đã kinh qua rất là nhiều cái lớp rồi. À. Em nắm bắt được tâm lý của khách hàng. Chẳng lẽ người ta lại đến đây để có những cái thể loại chẳng lẽ lại ngồi mà không uống, đúng không? Ngồi đúng rồi đấy. Cũng phải ngại chứ. Đúng đấy. Ừ. Vừa rồi ấy có một người đến đây chỉ ngồi, không ăn không uống gì đấy. Mà tao hỏi mày ấy là mày ghi cái gì? Thì em ghi là đến đây không uống thì cũng được ngồi. Mày ghi thế thì người ta đến đây người ta không ăn không uống người ta ngồi là đúng rồi còn gì nữa. Thì đấy là chắc là đen thôi. Chứ đỏ thì quên đi. Tóm lại bây giờ mày sửa ngay cho tao nhá. Mày sửa giảm giá 50% tất cả đồ uống đồ ăn của quán. Nếu như đi 3 người trở lên sẽ được mang về một phần quà là một ly sinh tố. Mày ghi thế cho tao. Vâng. Nhanh triển khai nhanh đứng dậy nhanh. Làm luôn. Ghi. Nhanh. Quán đang ế rồi. Chú Quán ơi! Dạ đây ạ, đây ạ. Em chào. Ôi giời ơi, lại xanh nón chuối à? Hôm nay không đi một mình mà rủ thêm cây chổi lau nhà đi à? Này, ăn nói cho cẩn thận, khách VIP đấy. Cái mồm là đi chơi hơi xa đấy. Có thích dùng cái mồm để bán hàng hay là thích cái dùng cái mồm để ăn đòn? Dạ em xin lỗi ạ, à, là thượng đế đấy ạ. À? Ừ. Ôi thượng đế, em chào hai thượng đế ạ. À. Dạ. Cho em hỏi hai thượng đế đến đây làm gì ạ? Đến đây không ăn không uống thì đến làm cái gì? Em lại quên khổ quá, em bối rối quá. Quán em lâu rồi mới có khách, em hơi lỗi. Cho em hỏi lại nhé. Dạ, hai thượng đế dùng gì ạ? Trên fanpage là có đang ghi là khuyến mại đúng không? Vâng ạ. Đương nhiên hôm nay chúng tôi đến đây là chỉ mong được khuyến mại thôi. Cứ vâng. Ngon bổ rẻ là ok. Vâng. Hôm nay thì chúng tôi có ăn. Con là được rồi. Dạ hai thượng đế ăn gì ạ? Đấy, sữa chua, đùi gà. Thôi từ hai thượng đế cho em nhờ một chút. Quán em có quy định là ấy, không được mang đồ ăn của mình vào quán để ăn. À, có nghĩa là không được mang đồ ăn của mình vào ăn đúng không? Đúng rồi. Mời bà sữa chua thì mời ông đùi gà. Thấy chưa nhá, tôi không ăn đồ ăn của mình nhá, thế tôi ăn đồ ăn của bà này. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.